Bụi bặm đã lắng xuống sau một kỳ chuyển nhượng chóng mặt và đầy bất ngờ của những cái tên đến và đi tại sân Stamford Bridge. Họ đã để lại huấn luyện viên trưởng mới của Chelsea, Mauricio Pochettino, một đội hình đã được đại tu gần như hoàn toàn chỉ trong vòng một năm bởi chủ sở hữu Topoli và Clelec Capital. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ chiều sâu vị trí bên dưới, đội hình mới của Chelsea là một trong những đội hình trẻ nhất ở Premier League, bao gồm gần như toàn bộ các thủ đã ký hợp đồng cực dài và có nhiều tài năng thú vị. Ngoài ra còn có một số cái tên có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau để phù hợp với một loạt các đội hình và hệ thống chiến thuật có thể được triển khai. Nhưng hiện tại vị trí của Chelsea lại đang giống với mùa giải trước, một vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ngay lúc này đây thì hơn bao giờ hết, họ đang cần phải vực dậy mạnh mẽ nếu không muốn tiếp tục chìm sâu. Và tuyến giữa hay đặc biệt là Moises Caicedo sẽ là những yếu tố quan trọng để giúp cho The Blue vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này. Sau khi chuyển nhượng mùa hè vừa qua, hàng tiền vệ có thể được xem là có nhiều sự thay đổi nhiều nhất. Tuyến giữa là khu vực mà Chelsea tự hào khi có 2 trong số 4 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Mục tiêu chính của Chelsea vào mùa hè là có được tài năng ở hàng tiền vệ, cho phép Enzo Fernandez hoạt động xa hơn ở phía trước. Và về mặt lý thuyết đó, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mặc dù đó chẳng phải là Claude Makélélé trẻ rồi lại xỏ giày vào sân thi đấu, nhưng The Blue đã có được Moises Caicedo, Romeo Lavia và Leslie Ogochukwu. Tất cả đều sở hữu các thuộc tính phòng ngự và đủ trẻ để được nhào nặn vào bất cứ một nhiệm vụ gì Pochettino cần. Sau đó là Conor Gallagher, người đã tự khẳng định mình là một cầu thủ thi đấu ổn định và linh hoạt cho Pochettino, thường hoạt động ở vị trí tiền vệ box to box trong hệ thống của The Blue. Đây là mùa giải mà tiền vệ người Anh chơi ổn định và tiến bộ hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Bên cạnh đó, Christopher Nkunku có thể sẽ là lựa chọn hàng đầu trong vai trò một số 10 khi anh khỏe mạnh. Còn tiền vệ trẻ Kagne Chukwuemeka dường như đang tận dụng tối đa cơ hội của mình ở vị trí đó và đã có màn thể hiện ấn tượng trước khi anh gặp vấn đề về đầu gối đáng tiếc trong trận đấu với West Ham. Trải qua 4 vòng đấu, Chelsea đang có một thành tích không mấy khả quan. Đương nhiên chẳng phải tự dưng mà họ lại chơi không tốt đến như vậy. Lý do được nhiều người hâm mộ đưa ra chính là đến từ việc Pochettino đã sắp xếp đội hình một cách quá an toàn và không chịu thay đổi. Hiện tại, hệ thống mà vị thuyền trưởng này triển khai tại Chelsea thường là khối sơ đồ với 3 trung vệ, thường là 3-4-2-1. Mùa trước, The Blue cũng thường xuyên thi đấu với 3 hậu vệ giữa thời Thomas Tuchel và Graham Potter. Và kết quả thì như các bạn cũng đã biết, họ cũng đứng thứ 12, nhưng đó là khi mùa giải đã kết thúc. Nếu không muốn tiếp tục chịu tình cảnh như vậy, đương nhiên sẽ cần những sự thay đổi. Việc Christopher Nkunku dính chấn thương trong ngay giai đoạn tiền mùa giải có thể là điều khiến cho Pochettino chưa dám mạnh dạn chơi với sơ đồ gồm 4 hậu vệ như là 4-3-3 hay là 4-2-3-1. Tuy nhiên trong tay ông vẫn còn nhiều cái tên có thể đảm nhiệm vị trí đó. Cole Palmer hay Kagne Chukwuemeka trở lại vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 là 2 ứng cử viên sáng giá nhất để được sắp xếp chơi ở vị trí của một số 10. Khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm về mặt lý thuyết hoàn hảo nhất sẽ là Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Bộ đôi đã tiêu tốn của Chelsea hơn 200 triệu bảng. Trước khi Caicedo đến với sân Stamford Bridge, tuyển thủ người Argentina khá đơn độc trên sân, khi mà người đá cặp tiền vệ trung tâm với anh là Conor Gallagher chưa thể bổ sung sự chắc chắn cần thiết. Còn hiện tại, khi đã có Caicedo, Enzo Fernandez đã bị đẩy lên chơi ở phía trước nhiều hơn. Vì vậy, điều quan trọng là làm thế nào để kết hợp được cả hai với nhau. Nếu chơi với sơ đồ 4-2-3-1 thì như đã nói ở trên, họ sẽ trở thành cặp tiền vệ trung tâm trong đội hình. Enzo rất mạnh trong khả năng cầm trịch, điều tiết bóng và kiến tạo cho đồng đội. Còn với Caicedo, điểm mạnh của anh đến từ những tình huống đánh chặn, phòng ngự từ xa và ngăn cản cơ hội của đối phương. Đó là một sự bù trừ mạnh mẽ và gần như là hoàn hảo. Tuy vậy, phong độ của cả hai lại đang là yếu tố chưa ăn khớp với nhau. Trong khi Enzo Fernandez chơi với phong độ ổn định và là nhân tố tỏa sáng hiếm hoi trong đội hình của The Blue lúc này, thì Caicedo lại đang phải vật lộn với việc tìm lại bản thân và hòa nhập với môi trường mới. Đó có thể là một trong những lý do mà Pochettino chưa dám để hai cái tên này chơi với nhau một cách thường xuyên. Nhưng trước mắt với những nhân sự đang có trong tay, Pochettino cũng hoàn toàn thể nghĩ về việc chơi với đội hình 4-3-3 giàu tính kiểm soát hơn. Khi đó, Caicedo có thể là nhân tố chơi thấp nhất ở hàng phòng ngự, còn Enzo là và một tiền vệ khác sẽ đảm nhận vị trí của một số 8. Trước mắt thì đó có thể là Conor Gallagher trong thời gian đợi cao thủ chấn thương bình phục và những tân binh có thời gian hòa nhập. Nhưng đây là phương án yêu cầu Caicedo phải trở lại mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí là còn phải làm tốt hơn cả những gì anh đã từng thể hiện trong màu áo Brighton. Bởi đây là một vị trí yêu cầu anh phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, từ đánh chặn, phòng ngự cho đến cả việc phân phối bóng, điều tiết lối chơi. Nhưng câu chuyện bây giờ vẫn là làm sao để Caicedo lấy lại được phong độ, những gì anh đã thể hiện được là chưa nhiều và để lại nhiều những nỗi thất vọng.
Nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng Brighton đã dùng tiền bán Casedo để mua chiếc Porsche tặng cho Mitoma. Và với mức giá 115 triệu bảng, mong biển sẽ còn mua được nhiều thứ hơn thế nữa. Sẽ là không dễ để tiền vệ người Ecuador nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhưng tình thế hiện tại của Chelsea đã là rất gấp gáp và nếu chậm trễ hơn nữa, mọi thứ sẽ rất khó để quay trở lại với quỹ đạo. Và thật may mắn đối với Chelsea, Casedo và cả những True Blue, khi mà phong độ của đội bóng đang dần chạm đáy thì FIFA Day lại giúp họ có được một khoảng thời gian để nhìn lại những gì đang xảy ra và tìm cách khắc phục. Tại loạt trận thứ hai vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa tuyển Ecuador và Uruguay đã khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 dành cho Ecuador. Đó là trận đấu mà Ecuador dù chơi trên sân nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn Uruguay. Thế nhưng họ đã gây bất ngờ. Cụ thể, Moses Casedo và các đồng đội chơi chủ động áp đảo tuyển Uruguay. Hai cầu thủ thuộc biên chế của Chelsea là Moses Casedo và tài năng trẻ Kendry Paez đã có mỗi người một kiến tạo ở trận đấu đó. Những lần chơi tốt và tỏa sáng như thế này là điều đáng quý với Casedo. Nó sẽ giúp anh ít nhiều lấy lại được sự tự tin. Và để quay trở lại mạnh mẽ nhất, có lẽ tiền đạo 21 tuổi cũng nên quên đi mức giá 115 triệu bảng kỷ lục của mình. Đó là điều đã đè nặng lên vai anh kể từ khi mới đặt chân đến Stamford Bridge. Từ những kỳ vọng to lớn, nó đã chuyển sang một thứ áp lực vô hình. Nhưng nếu muốn phát triển và trở thành một ngôi sao hàng đầu, có lẽ đây cũng là giai đoạn cần thiết đối với Casedo. Anh sẽ phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với những khó khăn và cũng phải chấp nhận việc anh có vai trò và nhiệm vụ quan trọng đến thế nào. Bên cạnh đó, những sự sắp xếp của Pochettino cũng cần hợp lý hơn để tận dụng tốt được khả năng của Casedo. Chấn thương quét qua khiến cho Chelsea gặp nhiều bất lợi. Nhưng mọi thứ đang dần tốt lên, Rich James và trung vệ Benoit Badiazile đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội, không được triệu tập lên tuyển quốc gia. Một cái tên khác cũng đang chuẩn bị tái xuất là tiền đạo Broja. Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Albany cho biết Broja sẽ trở lại thi đấu trong tuần này. Broja đã hoàn thành giai đoạn phục hồi. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ dự bị trong trận đấu ở Chelsea vào cuối tuần này. Cậu ấy đã sẵn sàng trở lại. Tuy nhiên, nếu nhìn vào khu vực tuyến giữa, mọi thứ vẫn đang phải trông cậy hết vào ba cái tên, đó là Enzo, Gallagher cũng như là Casedo. Một mình Enzo sẽ chẳng thể gánh vác được hết những nhiệm vụ khó khăn tại đây. Bournemouth, Aston Villa và chính Brighton sẽ là ba đối thủ tiếp theo của đội chủ sân Stamford Bridge. Không dễ để chiến thắng tất cả, nhưng đây đều là những đối thủ vừa tầm để Casedo thể hiện được giá trị và những sự thay đổi tích cực. Trong một tầm nhìn dài hạn hơn, việc Casedo là đại diện cho một tập thể Chelsea trẻ trung hướng về những mục tiêu cao hơn là điều rõ ràng. Nhưng dù thế nào, việc lấy lại phong độ sẽ là điều tất yếu trong tiến trình đó nếu Casedo không muốn phải chịu thêm những lời chỉ trích.